Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3291 vì sao không lùi lại, không sợ chết sao Theo mệnh lệnh truyền xuống của tướng quân phong Rất nhanh đã có gần 100 cá nhân tập hợp Xếp thành đội ngũ, đứng ở trước mặt mọi người Tu vi của những người này gần như đều là động hư cảnh hậu kỳ Có một số người là động hư cảnh đỉnh cao Khí tức mỗi người đều vô cùng đáng sợ Nhìn bề ngoài thì có vẻ như là cao thủ trong 10 người mới có một người, thậm chí là trăm người mới có một. Tướng quân phong tóm tắt lại quy tắc thi đấu lần này. Viên lâu lan cười lạnh lùng, nói các người suy nghĩ kỹ rồi chứ. Tên quỷ nhỏ này chỉ vừa mới trở thành thần y sư không lâu, cũng không có kinh nghiệm gì. Nếu như các người bị anh ta chọn chúng, thế thì thật xui xẻo. Nói không chừng, đến cơ hội tham gia thi đấu còn chưa có thì đã phải chết trong lúc huấn luyện rồi. Sắc mặt của hầu hết các binh lính đều đồng thời thay đổi bọn họ đều vừa mới gia nhập quân diệt ma không lâu trong huấn luyện gần đây lại tận mắt nhìn thấy rất nhiều đồng đội đã chết bọn họ đã sớm như chim sợ cành cong hiện tại bị viên lâu lan nói như vậy ánh mắt của bọn họ nhìn về phía đường tuấn lập tức trở nên do dự tuy rằng không lên tiếng nhưng ánh mắt này chẳng khác nào đang nói không cần chọn tôi không cần chọn tôi nhìn thấy lời nói của mình nói bắt đầu có tác dụng viên lâu lan cười càng lạnh lùng nói tôi chọn trước anh anh, còn cả anh nữa. Viên Lâu Lan chỉ ba người. Ba người kia tức khắc lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng đứng ở trước mặt Viên Lâu Lan, nói cảm ơn bác sĩ Viên. Tướng quân phòng lúc này mới lên tiếng, "Bác sĩ Viên, thế này có vẻ không được công bằng cho lắm. Ba người mà cô chọn đều là những người có tố chất tốt nhất trong đám tân binh." Viên Lâu Lan khẽ nhún vai, nói, "Vậy ông có thể hỏi bọn họ xem bọn họ có muốn đi theo cái tên quỷ nhỏ này không?" ba tên tân binh vội vàng lắc đầu nói tướng quân chúng tôi muốn đi theo bác sĩ viên ít nhất bác sĩ viên còn là học trò của bác sĩ tô người có tên cây có bóng mà đường tuấn chỉ là một người mới thăng cấp thần y sư nếu đi theo anh đoán chừng đến cơ hội sống cũng không có tướng quân phong và cổ linh vương nhìn nhau trong lòng thở dài đường tuấn lúc này khó mà chọn được người viên lâu lan cười khẩy nói còn không chọn vẻ mặt đường tuấn vẫn bình tĩnh như cũ từ từ nhìn về phía những tân binh kia anh chỉ vào một người trong số đó nói anh thân thể người nọ run lên giọng nói đầy khẩn cầu nói bác sĩ đường ngài đừng chọn tôi tôi không muốn chết tướng quân phong nhăn mày lại quát chọn cũng đã chọn rồi nhiều lời như vậy làm cái gì viên lâu lan cười nói tướng quân lời này của ông không đúng rồi bọn họ tuy rằng là binh lính nhưng cũng có quyền lợi lựa chọn ông cũng không thể ép buộc bọn họ được cô ta cười khanh khách chào phúng đường tuấn không hề che giấu bỏ đi audio điện tử võ tấn bền đường tuấn xua tay nói nếu anh ta không muốn vậy cũng đừng miễn cưỡng như vậy đi nếu ai không muốn chọn tôi lùi về phía sau ba bước câu nói vừa dứt gần như toàn bộ đội ngũ đều lùi về phía sau ba bước lớn Bước đi đều đặn đến mức giống như đã cùng nhau bản qua trước. Cuối cùng chỉ còn hai người không động đậy, là một nam và một nữ. Chương 3292 tình huống đặc thù, thật là cười chết người ta. Được, vậy chọn hai người." Đường Tuấn nói. Tướng quân Phong và Cổ Linh Vương tiến lên, có chút xấu hổ, nói: "Bác sĩ Đường, nếu không cậu cứ đổi những người khác đi." "Không cần, tôi cảm thấy hai người bọn họ khá tốt." Đường Tuấn nói. Viên lâu lan nghe xong, không khỏi nở nụ cười, nói, tên quỷ nhỏ, tôi chỉ có thể nói, ánh mắt của anh thật sự làm tôi vô cùng bội phục. Thế nhưng lại đi lựa chọn hai cái thứ vô dụng, nói thật cho anh biết, hai người kia trong mỗi lần huấn luyện đều là xếp cuối cùng, nếu không phải do may mắn thì đã sớm chết từ lâu. Lúc trước tôi còn đang suy xét có nên loại bỏ bọn họ hay không đấy. Tất nhiên, tướng quân phong và cổ linh vương cũng biết tình hình của đôi sư huynh sư muội này không phải là tốt cho nên mới để đường Tuấn thay đổi người. Viên lâu lan châm chọc, nói tên quỷ nhỏ, nếu anh thật sự không thể chọn ai, tôi có thể giúp anh chọn, tuyệt đối mạnh hơn hai cái đồ vô dụng này nhiều. Đường Tuấn không buồn quan tâm đến viên lâu lan, nói với đôi sư huynh sư muội yên tâm đi, sẽ không chết được. Viên lâu lan cười nhạo nói, anh thật sự chọn hai người bọn họ. Có điều, cho dù như vậy anh cũng mới chỉ có hai người, vẫn còn thiếu một người nữa. Đường Tuấn nhìn đám tân binh, ánh mắt của bọn họ rõ ràng đều co rút lại, không dám nhìn thẳng vào anh. Trong lòng thầm than một tiếng, Đường Tuấn nói với cổ Linh Vương, thả anh ta ra đi. Sắc mặt cổ Linh Vương khẽ thay đổi, nói cậu ta có được không? Đường Tuấn nói, thử một lần vậy. Cổ Linh Vương đành phải mở tiểu thế giới ra, thú A Bảo và Hận Thiên, một người một chó xuất hiện ở trước mắt mọi người. A Bảo còn tốt, Tuy rằng khiếp sợ vì trong sân có nhiều cường giả đến vậy, nhưng ít ra cũng không quá lung túng. Còn hận thiên thì run như cầy sấy, trực tiếp ngã phịch trên mặt đất, cả người không ngừng run dày. Ha ha ha! Nhìn thấy cảnh tượng này, viên lâu lan cười chảy nước mắt, nói không phải là anh muốn chọn người này đấy chứ. Đường Tuấn cũng không biết nên nói gì, thể chất của hận thiên rất đặc biệt. Trong khoảng thời gian này, anh đã hợp tác cùng với mộ thanh, cuối cùng cũng giúp tu vi của Hận Thiên tăng lên cảnh giới hóa thần. Nhưng lá gan của cái tên này vẫn là nhỏ như trước. Không sai, chính là anh ta. Đường Tuấn nói, tướng quân Phong, anh ta không phải là tân binh của quân diệt ma, có thể chứ? Tướng quân Phong muốn nói lại thôi, đối với trận thi đấu này của Đường Tuấn và Viên Lâu Lan, anh ta đã không còn ôm hy vọng quá lớn. Cuối cùng anh ta gật đầu, nói, xét thấy tình huống tương đối đặc thù, cho nên có thể Tình huống đặc thù, thật là cười chết người ta. Viên Lâu Lan càng cười không kiêng nể gì, nói, cho dù anh có tìm tới 100 tên như vậy cũng không thắng được tôi. Nửa tháng sau, tôi sẽ nhìn anh thất vọng như thế nào mà cút khỏi nơi này. Nói xong, Viên Lâu Lan mang theo ba người được chọn rời đi. Bác sĩ Đường, cậu đây là. Cổ Linh Vương và tướng quân Phong đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhìn ba người mà Đường Tuấn chọn, trong lòng lo lắng yên tâm đi. Đối với chuyện này, Đường Tuấn chỉ thản nhiên cười, nói với đôi sư huynh sư muội lần đầu tiên tôi tới quân diệt ma. Vừa hay, hai người đi dạo cùng tôi một chút. chương 3293 khinh người quá đáng. Thú nhỏ A bảo hít một hơi thật sâu, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, thúc giục Đường Tuấn. Chờ đến khi mấy người đường tuấn rời đi, cổ linh vương và tướng quân phong cùng thở dài. Cổ linh vương, lần này chỉ sợ mất nhiều hơn được. Tướng quân phong kể lại việc chính mình và viên lâu lan đánh cuộc. Sắc mặt cổ linh vương cũng không tốt, nói tôi cũng không nghĩ tới bác sĩ đường sẽ kích động như vậy. Chỉ là bây giờ cuộc thì đã cuộc, người cũng chọn xong, không thể thay đổi được gì nữa. Ai? Nói xong câu cuối cùng, mặt mũi hai người đều ủ ê. Sau khi nói chuyện với nhau, đường Tuấn đã biết tên hai sư huynh sư muội này. Sư huynh tên là Nam Trang, sư muội tên là Quân Tuyết Mãn nhưng đến khi hỏi hai người đến từ nơi nào thì cả hai đều ngậm miệng không chịu nói. Thấy hai người như vậy, Đường Tuấn cũng không tiếp tục hỏi. Tu vi của hai người tu vi đều chỉ ở mức động hư cảnh hậu kỳ, khí tức còn có phần mong manh, có vẻ như không thể dùng dược vật để tăng lên. Nơi này là tòa y sư đường, mấy người đi vào một tòa nhà cao tầng phía trước, Nam Trang giới thiệu. Ánh mắt A bảo càng thêm mê say, nói, nhóc đường, tôi đã đánh hơi được mùi của thứ tốt. Đoàn người tiến vào y sư đường. Trong y sư đường, một đám binh lính đang tiếp nhận trị liệu. Ở hai bên trên vách tường có đặt các loại tủ ngăn, mùi thuốc nhàn nhạt, nhạt là truyền ra từ đó. Nước miếng của A Bảo cũng sắp chảy ra đến nơi, những báu vật trời đất này chính là thuốc vô cùng tốt cho nó, có thể giúp nó nhanh chóng nâng cao tu vi, lại còn ăn ngon hơn xương cốt của thần quân. Nam Trang nói, quân diệt ma mỗi thông qua một lần huấn luyện đều sẽ được khen thưởng báu vật trời đất tương ứng nơi này chính là nơi phân phát phần thưởng lúc nói chuyện quân tuyết mãn chậm rãi chạy đến trước một cái ngân tủ nói vài câu với một bác sĩ bác sĩ kia hình như không hài lòng lắm lẩm bẩm vài câu nhưng vẫn lấy ra hai cái hộp cho cô ta sư huynh đây là phần thưởng lần này quân tuyết mãn đem hai cái hộp đều đưa cho nam trang mở hộp ra bên trong là hai viên đan dược to bằng hạt lòng nhãn và hai phiến lá xanh đó là bồ để bảo diệp Đôi mắt A bảo trợn tròn, hận không thể nuốt chừng hai phiến lá xanh kia vào miệng. Sao lại ít như vậy? Nam Trang nhìn đồ vật trong hộp, trên mặt lộ ra phẫn nộ. A bảo cạn lời, nói, nhóc con, đây chính là Bồ đề bảo diệp. Hai phiến mà còn chê ít à? Đường Tuấn niết hai phiến lá xanh, chợt lắc lắc đầu, nói, đây không phải Bồ đề bảo diệp, nó chỉ là lá Bồ đề bình thường. Chương 3294 tốt nhất anh nên nghiêm túc một chút ha 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 nam trang dù sao nửa tháng sau các người chắc chắn cũng sẽ thua đến lúc đó nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi quân diệt ma đưa những vật tư này cho các người không phải là lãng phí sao còn không bằng đưa cho chúng tôi nam trang đến lúc đó đừng có để bị bọn giang thành đánh cho phát khóc thế thì mất mặt lắm nhìn thấy nam trang và quân tuyết mãn đã đến trong đại sảnh có không ít binh lính đều cười nhạo bọn họ Giang Thành Chính là một trong ba người được Viên Lâu Lan lựa chọn. Trong các huấn luyện thường ngày, thành tích của anh ta đều ưu tú hơn rất nhiều so với hai người bọn Nam Trang, có thể nói là một người có tiếng trong đám tân binh. Hai người các người quả thật không được ưa thích, a bảo bĩu môi. Đưa vật tư trả lại cho bọn họ. Đường Tuấn đi đến trước quầy, nói với bác sĩ vừa rồi nói chuyện cùng Quân Tuyết mãn. Bác sĩ kia liếc mắt nhìn Đường Tuấn. Nói anh nghi anh là ai, có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Một tiếng bốp vang lên, Đường Tuấn trực tiếp tát vào mặt của bác sĩ kia. Nửa hàm răng lẫn bọt máu đều phun ra ngoài. Đường Tuấn lạnh lùng nói, vậy anh có tư cách gì mà nói những lời như vậy với tôi? Bác sĩ kiệu oán hận nhìn Đường Tuấn, ánh mắt giống như muốn phun ra lửa tới nơi, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhẫn nhịn đè xuống. Dù sao Đường Tuấn cũng là thần y sư tuy rằng khả năng anh trở thành bác sĩ chỉ đạo bằng không nhưng lại có quan hệ khá tốt với cổ linh vương, không phải là người mà bọn họ có thể trêu chọc đến. Bác sĩ kia không cam lòng hừ một tiếng, xoay người lại, lấy từ trong ngăn tủ ra vài đồ vật, ném cho Nam Trang ở phía xa, thấp giọng nói, chờ xem nửa tháng sau anh còn có thể tiếp tục ngông cuồng được nữa hay không. Ra khỏi y sư đường, A Bảo bày ra dáng vẻ lưu luyến không thôi làm đường Tuấn rất bất đắc dĩ. Có điều, đường Tuấn rất tò mò, quân diệt ma chẳng qua cũng chỉ có mấy nghìn người mà thôi, thế nhưng bọn họ lại khống chế phân phối tài nguyên khổng lồ như vậy. Bằng cảm ứng thần niệm nhạy bén của mình, anh có thể cảm giác được phía sau y sư đường có rất nhiều báu vật trời đất chân quý. Những báu vật trời đất này đều được thu hoạch từ trong chiến trường kỷ nguyên. Nam Trang giải thích, tôi từng nghe một vài người đi trước nói qua, tuy rằng bên trong chiến trường kỷ nguyên hỗn loạn, nhưng cơ may cũng rất nhiều. Báu vật trời đất ở bên ngoài rất hiếm gặp nhưng ở chiến trường kỳ nguyên thì nơi đâu cũng có. Ngoại trừ những thứ này thì còn có xuất hiện các loại thần văn, nghe nói còn đề cập đến cả bảo vật căn nguyên chi lực. Vẻ mặt đường Tuấn kinh hãi, xem ra chiến trường kỳ nguyên còn kỳ dị hơn so với tưởng tượng của anh rất nhiều. Nam Trang do dự rồi hỏi, bác sĩ đường, khi nào chúng ta bắt đầu huấn luyện? Đường Tuấn cười cười, nói, không vội, các người trước tiên cứ nghỉ ngơi mấy ngày cho thật tốt đi đã lời này lập tức khiến quân tuyết mãn có chút không hài lòng lẩm bẩm nói chuyện này liên quan đến tương lai của sư huynh tốt nhất anh nên nghiêm túc một chút cô ta vốn dĩ đã cảm thấy không tình nguyện với lựa chọn của sư huynh nhà mình lúc này lại thấy dáng vẻ này của đường tuấn thì tức khắc giận sôi máu đường tuấn cười cười nói yên tâm đi đúng rồi mấy ngày này các người không cần phải dùng những báu vật trời đất khác chỉ cần dùng lá bồ đề để trợ giúp cho việc tu luyện là được. Những chuyện khác, đến lúc đó tôi sẽ nói cho các người. chương 3295 chúng ta phải tin tưởng bác sĩ Đường. Quân tuyết mãn tức giận, nói lá bồ đề chỉ có tác dụng tính tâm, tập trung tinh thần, làm gì có hiệu quả nâng cao tu vi. Mấy người bên bác sĩ viên bây giờ chắc chắn đang nắm chặt thời gian tu luyện, mà anh còn ở đó lãng phí thời gian của chúng tôi. Rốt cuộc anh có dắp tâm gì? Lúc này, đến cả nam trang cũng cảm thấy khó hiểu nhìn về phía đường tuấn đường tuấn nói nếu hai người các người đã chọn tôi vậy phải tin tưởng tôi nếu không thì lập tức rời khỏi nam trang trần chờ một lát cuối cùng nói với quân tuyết mãn chúng ta phải tin tưởng bác sĩ đường nói xong nam trang dẫn theo quân tuyết mãn rời đi nhóc đường rốt cuộc cậu đang tính toán gì vậy tư chất của hai người bọn họ nhìn có vẻ rất bình thường tôi vẫn là cảm thấy lần này cậu tính toán có chút sai rồi. a bảo vừa nói vừa nhìn về phía hận thiên bên cạnh đang bày ra vẻ mặt tuyệt vọng, khinh bỉ nói còn cả tên này nữa. đối với hận thiên đường tuấn cũng không còn cách nào. tại một không gian khác, viên lâu lan nghe xong mấy binh sĩ báo cáo thì không khỏi nở nụ cười, đúng là tên quỷ nhỏ ngông cuồng. xem ra anh ta cũng tự biết chính mình không có hy vọng thắng, cho nên cố ra vẻ thần bí chỉ dùng lá bổ đề để phụ trợ tu luyện, không sử dụng báu vật trời đất. cho dù là ba người Giang Thành không tu luyện nửa tháng, bọn họ cũng không đánh lại nổi. có điều chúng ta cũng không thể qua loa để cho anh ta cơ hội. mang tới đây một ít quả cam nguyên và trứng côn trùng ngủ đông mà tôi cất giữ cho ba người Giang Thành dùng. ba người Giang Thành nghe vậy thì vô cùng vui mừng. quân diệt ma mỗi lần thông qua một vòng huấn luyện đều có khen thưởng tương ứng. Ba người bọn họ là những người xuất sắc nhất trong đám tân binh, tất nhiên phần thưởng nhận được rất tốt. Nhưng so sánh với quả cam nguyên và trứng côn trùng ngủ đông thì những thứ đó vẫn chưa được xem là gì. Quả cam nguyên và trứng côn trùng ngủ đông đều là những bảo vật chỉ có ở trong chiến trường kỳ nguyên, có thể trợ giúp tu giả ở cảnh giới động hư đột phá lên cảnh giới thần quân. Viên lâu lan nhìn ba người, lạnh lùng nói các người đúng là được lời. Các người vốn dĩ không xứng để sử dụng loại bảo vật này. Nhưng vì để cho tên quỷ nhỏ kia nhớ kỹ lần giáo huấn này, tôi cũng không ngại mà ban cho các người một phần may mắn. Ba người Giang Thành đều đã là tu hành giả cảnh giới động hư, nay lại có thêm quả cam nguyên và trứng côn trùng ngủ đông phụ trợ, xác suất đột phá cảnh giới thần quân sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ cần một trong ba người có thể đột phá cảnh giới thần quân, vậy thì trận thi đấu nửa tháng sau, cô ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Còn về phần đường Tuấn có thể khiến ba người nam trang đột phá cảnh giới thần quân được hay không, viên lâu lan căn bản không nghĩ tới phương diện này. Bởi vì theo cô ta thấy, loại chuyện này chắc chắn không thể xảy ra. Ngoại trừ quả cam nguyên và trứng côn trùng ngủ đông, cứ cách hai ngày tôi sẽ giúp các người điều dưỡng lại thân thể một lần. Trong mắt viên lâu lan toát ra ý cười, nói thần y sư trẻ tuổi nhất, tôi ngược lại muốn xem xem, anh làm thế nào để thắng được tôi. Mấy ngày kế tiếp, Lực chú ý của mọi người vô hình chung đều tập trung ở trên người Đường Tuấn và Viên Lâu Lan. Chương 3296 không phải không có hiệu quả. Thật ra anh ta vẫn có làm một chút chuyện, tôi nghe nói mỗi ngày anh ta đều sẽ đi điều dưỡng cho Nam Trang và Quân Tuyết Mãn, hình như là dùng thuật châm cứu gì đó. Nhưng có điều, dường như Nam Trang và Quân Tuyết Mãn đều không có tiến bộ gì. Đó chẳng phải là bởi vì không có bảo vật, cho nên trong khoảng thời gian ngắn khó mà có tiến bộ lớn tôi vẫn thấy bác sĩ viên làm bác sĩ chỉ đạo của chúng ta tốt hơn. Tuy rằng tỷ lệ tử vong cao một chút, nhưng rốt cuộc vẫn còn có người sống sót. Nếu để anh ta tới làm, hừ, còn không biết sẽ phải chết bao nhiêu người nữa. Cổ Linh Vương và tướng quân phong nghe thấy những lời bàn luận đó nhưng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, hối hận cũng không kịp. Nhưng người nôn nóng nhất chính là đôi sư huynh sư muội nam trang và quân tuyết mãn. Dầm quân tuyết mãn dập nát tan tành một cái ghế tức giận nói sư huynh anh xem anh ta đã làm ra cái trò chết tiệt gì đây có khác nào đang trêu đùa chúng ta trong phòng trên mặt đất tràn đầy các loại bàn ghế bị quân tuyết mãn đập nát trên khuôn mặt xinh đẹp của quân tuyết tràn đầy tức giận lông mày không ngừng run rẩy hiển nhiên là cô ta vô cùng phẫn nộ nam trang đứng bên ngoài cửa sổ lông mày hơi cao lại Hành động mấy ngày nay của Đường Tuấn khiến anh ta không khỏi sinh ra lòng nghi ngờ. "Sư huynh, anh hoàn toàn không lợi hại như lời đồn đại bên ngoài, quả thực chính là một bác sĩ tầm thường. Mỗi ngày làm châm cứu cho chúng ta cái gì chứ, hoàn toàn một chút hiệu quả cũng không có. Hiện tại Giang Thành đã là bán bộ thần quân, nói không chừng đợi đến ngày tỷ thí, anh ta có thể đột phá đến cảnh giới thần quân, đến lúc đó chúng ta so như thế nào?" Quân tuyết mãn vô cùng bất mãn. Nam Trang do dự nói, không phải không có hiệu quả. Tuyết mãn, chẳng lẽ cô không phát hiện khi châm cứu qua đi, pháp lực trong cơ thể càng thêm tinh thuần, thể xác và tinh thần đều thoải mái hơn rất nhiều sao? Quân tuyết mãn hừ một tiếng, nói, vậy thì thế nào? Đến lúc đó cũng không phải là so pháp lực của ai tinh thuần hơn, mà là tu vi cùng thực lực thực sự. Nam Trang thở dài, nói, hiện tại chúng ta cũng không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng anh ta. Chuyện Quân Tuyết mãn hoán giận anh ta cũng không phải không biết, nhưng hai người anh em bọn họ gia nhập Quân Diệt Ma, nếu như không có cơ duyên đặc thù, gần như rất khó có thành tựu lớn. Mà Đường Tuấn đến, làm cho Nam Trang thấy được một tia hy vọng. Chương 3297 tuyệt đối không tầm thường. Vẻ mặt Quân Tuyết mãn tràn đầy lo lắng. Đột nhiên một giọng nói bên ngoài vang lên, tôi sẽ châm cứu cho các người. Chính là giọng nói của Đường Tuấn. Tên khốn kiếp này, anh còn có mặt mũi đến đây. Lông mày quân tuyết mãn rung lên, cô ta phẫn nộ đi ra ngoài. Bên ngoài là một đại sảnh, giờ phút này Đường Tuấn đang ngồi uống trà, a à bảo buồn chán nằm sấp trên mặt đất. Mà hận thiên vẫn là bộ dáng nơm nớp lo sợ khiếp đảm kia. Có điều lúc này khí thức của hận thiên mạnh hơn một phần so với lúc trước, anh ta đã đạt tới hợp thể cảnh. Anh có phải nên cho chúng ta một câu trả lời hay không? Quân tuyết mãn giận dữ nhìn đường Tuấn, cô ta chất vấn. Cái gì mà giải thích chứ? Đường Tuấn rất bình tĩnh, anh vẫn uống trà như cũ. Quân tuyết mãn giận không có chỗ phát tiết, cô ta chỉ vào đường Tuấn, khuôn mặt xinh đẹp tựa như bao trùm một tầng băng xương thật dày, lạnh lùng nói sư huynh tôi lựa chọn anh đó là để ý tới anh anh thật đúng là coi trọng mình anh để cho chúng tôi dùng bồ đề diệp tu luyện mà không dùng những bảo vật khác tôi cũng nhịn nhưng phế vật này đã xảy ra chuyện gì tu vi của anh ta sao lại tăng lên nhanh như vậy anh em chúng tôi sao lại không bằng anh ta chứ còn nữa ba người bác sĩ viên lựa chọn đều đã là bán bộ thần quân nếu chúng tôi lấy trạng thái này để tỉ thí đó không phải là chịu chết sao? Anh đã nghĩ về chúng tôi chưa? Anh thì tính là thần bác sĩ gì, tôi xem chính là một tên lang băm khốn kiếp. Lại còn có mặt mũi ở chỗ này uống trà, nếu tôi là anh, đã sớm tự mình đi rồi. Quân Tuyết mãn nói một phen mà không chút khách khí, Hận Thiên ở một bên đã sớm bị dọa đến té trên mặt đất và không ngừng lắc lư. Cô nói đủ chưa? Đường Tuấn nhìn Quân Tuyết mãn, lắc đầu, nói, nói thật nếu không phải Hận Thiên nhát gan, các người thật đúng là không bằng anh ta. Hận Thiên là thể chất đặc thù, hơn nữa ngay cả Đường Tuấn hiện tại cũng không thể nhìn thấu, tuyệt đối không tầm thường. Quân Tuyết mãn không khỏi bĩu môi, ánh mắt mang theo châm chọc. Bọn họ có thể gia nhập Quân Diệt Ma, cũng đủ để nói rõ thiên phú rất cao, mà tên nhóc gọi là Hận Thiên này, quả thực chính là phế vật. Chương 3298 hai người có dị nghị gì không? mà viên lâu lan hao phí nhiều ngày như vậy mới để cho ba người đột phá đến bán bộ thần quân làm cho a bảo đều cảm thấy rất khinh thường ai hâm mộ thì lấy đi quân tuyết mãn cả giận nói hôm nay nếu anh không cho tôi một lời giải thích tôi cũng không để yên cho anh đường tuấn nói tôi không có gì để giải thích nếu cô không muốn bây giờ có thể rời khỏi đây quân tuyết mãn cười lạnh không thôi đang chuẩn bị nói chuyện nam trang vọt vào vội vàng quát sư muội im miệng anh ta đi tới trước mặt quân tuyết mãn nói sư muội lập tức xin lỗi bác sĩ đường mặc kệ như thế nào đường tuấn cũng là một vị thần quân quân tuyết mãn nói chuyện như vậy quả thực chính là muốn chết sư huynh quân tuyết mãn cắn răng vẻ mặt không cam lòng phốc nam trang quỳ xuống cung kính nói đường thần quân tôi vì sư muội vô lễ xin lỗi anh đầu quân tuyết mãn ẩm một tiếng, cuối cũng cũng phục hồi tinh thần lại. Lúc trước bị lửa giận đè nén lý trí, hơn nữa đường Tuấn không có gì, cô ta vô hình chung đã quên mất đường Tuấn là thần quân. Một vị thần quân, cho dù là trong môn phái trước kia của cô ta, cũng được coi là cao tầng thực sự. Nhưng nội tâm quân tuyết mãn rất kiêu ngạo, thầm nói, hừ. Tôi cũng không có nói sai, nếu anh bởi vậy mà ra tay với tôi, rõ ràng là thẹn quá hóa giận cô ta không có ý hối cải. Đường Tuấn nhìn Nam Trang, nói từ hôm nay trở đi, tôi chỉ châm cứu cho anh. Cho dù tính tình anh có tốt đến đâu, vừa rồi quân tuyết mãn nói như vậy, anh đương nhiên sẽ không ép buộc. Anh lại nhìn về phía quân tuyết mãn, nói bán bộ thần quân rất giỏi sao. Đợi đến ngày tỉ thí, tôi cho cô trở thành bán bộ thần quân. Trong vài ngày tới, các người tự sắp xếp đi. Hai người có dị nghị gì không? quân tuyết mãn hừ lạnh một tiếng cô ta cũng không nói thêm gì nhưng biểu cảm trên mặt rõ ràng đã viết hai chữ không tin nam trang lắc đầu nói cảm ơn bác sĩ đường chờ sau khi đường tuấn châm cứu cho nam trang xong rời đi quân tuyết mãn mới nghiêm túc nhìn nam trang nói sư huynh thân thể của anh có biến hóa gì không nam trang lắc đầu nói chỉ là pháp lực tinh thuần hơn một chút thể xác và tinh thần có loại cảm giác thông suốt quân tuyết mãn nghe xong không khỏi rất thất vọng, châm chọc nói quả nhiên là bác sĩ rác rưởi. Chương 3299 thật sự làm cho người ta nghĩ không ra. Vẻ mặt nam trang biến đổi, anh ta trầm giọng nói, anh biết em phẫn nộ bất bình, nhưng dù sao bác sĩ Đường cũng là thần quân. Sau này những lời này cũng không cần nói nữa. Ngày hôm đó, cuộc đối thoại đã được lan truyền. Đường Tuấn nói khiến Quân Tuyết mãn trở thành nửa bước thần quân trong ngày tỉ thí càng khiến nhiều người bật cười lúc ấy biết chuyện này chỉ có nam trang quân tuyết mãn đường tuấn a bảo cùng với hận thiên về chuyện này là ai truyền ra ngoài ngay cả đoán cũng không cần đoán nam trang sau khi biết lại càng mắng quân tuyết mãn một trận nhưng quân tuyết mãn vẫn bộ dáng tôi đúng như cũ rất nhanh nửa tháng đã trôi qua thời gian đường tuấn và viên lâu lan ước định đã đến sân đấu võ quân diệt ma ngoại trừ những người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ những quân diệt ma khác hầu như đều tới bọn họ vây quanh bốn phía sân đấu võ chờ xem tỷ thí sắp bắt đầu hai người cổ linh vương cùng tướng quân phong ngồi ở vị trí trên cao nhất sân đấu võ bọn họ vừa chờ đợi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau cổ linh vương ba vị binh lính viên lâu lan huấn luyện đều đã là bán bộ thần quân rồi tiến cảnh của bác sĩ đường thế nào tướng quân phong hỏi lần tỉ thí này chính là liên quan đến tương lai của quân diệt ma một bác sĩ hướng dẫn giỏi thậm chí còn quan trọng hơn nhiều so với một vị tướng quân đó là lý do tại sao bác sĩ hướng dẫn trong quân diệt ma sẽ có lợi ích tốt như vậy cổ linh vương lắc đầu nói ngoại trừ tu vi của hận thiên kia đạt tới động hư cảnh còn tu vi của nam trang cùng quân tuyết mãn cũng không có chút tăng lên nói đến đây ông ta cũng rất bất đắc dĩ dù sao đường tuấn là ông ta đề cử Ngộ nhỡ đường Tuấn thua rất khó coi, thì ông ta cũng không còn mặt mũi. Sắc mặt tướng quân phong khẽ thay đổi, ông ta thấp giọng nói, tôi nhớ không lầm, nửa tháng trước cái tên Hận Thiên kia chỉ là hóa thần cảnh. Trong nửa tháng, vào tới động hư cảnh. Thủ đoạn y đạo của bác sĩ Đường đích thực là có chỗ hơn người. Nhưng ông ta dừng một chút, cau mày, nói chỉ là nam trang cùng quân tuyết mãn vì sao lại không có tiến triển? Thật sự làm cho người ta nghĩ không ra. Đừng nói tướng quân phong, đại bộ phận quân diệt ma cũng đều không nghĩ ra. Tu vi hận thiên biến hóa đích thực kinh người, ngay cả lúc đầu viên lâu lan biết cũng lắp bắp kinh hãi. Dù sao chỉ dùng nửa tháng, đã từ hóa thần cảnh tăng lên đến động hư cảnh, loại y thuật này có thể xưng là siêu phàm. Những người có chút hoài nghi về y thuật của đường Tuấn cũng dần dần xua tan nghi ngờ. Trường 3.300 thần quân về phần vì sao quân tuyết mãn và nam trang không có chút tiến triển nào viên lâu lan từng đưa ra lời giải thích y thuật của đường tuấn chỉ áp dụng cho người tu hành cấp thấp tuy đường tuấn từng có chút trường hợp hóa thần quân nhưng viên lâu lan lại quy thành trùng hợp nhiều người tin vào lời giải thích này tướng quân phong thở dài nói chẳng lẽ thật sự giống như viên lâu lan nói sao cổ linh vương cũng không cách nào xác định tuy rằng trong lòng ông ta tin tưởng đường tuấn nhưng đường Tuấn đích thực không xuất ra chứng cứ đủ khiến người ta tin phục. Tướng quân phong do dự một chút, nói nếu viên lâu lan thắng trận tỉ thí này, vậy chỉ có thể để cho cô ta tiếp tục đảm nhiệm chức vụ bác sĩ chỉ đạo quân diệt ma. Về phần đường Tuấn, tôi muốn anh ta ở lại làm phó chỉ đạo, để anh ta chuyên môn huấn luyện người tu hành dưới động hư cảnh, bồi dưỡng đội viên dự bị cho quân diệt ma. Sắc mặt tướng quân phong nghiêm nghị như hàn thiết, nói chiến sự trên chiến trường kỷ nguyên ngày càng căng thẳng, Nhiệm vụ của chúng ta rất gian khổ. Cổ ma nhất tộc mạnh hơn so với tưởng tượng của chúng ta, mấy ngày trước tôi nhận được tin tức, nghe nói cổ ma nhất tộc đang tìm kiếm thể chất thích hợp, chuẩn bị tiến hành thuật đoạt xác. Một khi bọn họ thành công, ông nên biết nó có ý nghĩa gì. Thân hình cổ linh vương cứng đờ, nói: "Thí nghiệm này không phải đã thất bại từ lâu rồi sao?" Tướng quân phong lắc đầu, nói: "Lần này không giống." cổ ma nhất tộc dường như đã có đột phá. Ánh mắt cổ linh vương trở nên hung ác, toát ra một cỗ sát khí, nói đám khối u ác tính này. Một khi người của cổ ma nhất tộc có thể đoạt xác tu giả kỷ nguyên này, bằng vào ưu thế của cổ ma nhất tộc, chiến cuộc sẽ nghiêng về một phía. Khi hai người nói chuyện, sân đấu võ phía dưới đã vang lên một tiếng ồn ào. Mấy lưu quang từ xa bay vút đến, đáp xuống trên sân đấu võ, chính là đoàn người viên lâu lan. Ở bên cạnh cô ta, đi theo là ba người Giang Thành, Lâm Kinh Thiên cùng Lý Trường Phong. Khí thế của ba người so với trước đó có biến hóa về chất, mạnh hơn gấp mấy lần. Giang Thành dĩ nhiên đột phá đến cảnh giới thần quân. Khi cảm nhận được khí thức của Giang Thành, sắc mặt đám người cổ linh vương, tướng quân phong đột nhiên biến đổi. Giang Thành quét qua một vòng người xung quanh sân đấu võ, rồi dậm chân tại sân đấu, một luồng khí thế đáng sợ như núi lớn nhất thời toát ra từ trên người anh ta. Thần quân! Thần quân! Xung quanh sân đấu võ xuất hiện yên tĩnh trong chốc lát, tất cả mọi người không thể tin được nhìn Giang Thành. Yên tĩnh qua đi, chính là từng tiếng hô như thủy triều. Bác sĩ viên! Bác sĩ viên! Hết tập 177!